before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? My friend and the practitioner. Practice meditation. Emphasize practitioner. We don't stay or stand on the understanding. We don't stay on stand on the theory. The theory is just like the finger. The practice will lead the practitioner to freedom from samsara. Lead the practitioner to the awakening of the open eye dream. So doubt very important for the practitioner. But we know the doubt very important. Without a question, we cannot raise in the doubt. Except if we very strong in the painful obstacle burden, that automatically the doubt raising. Now we get more self-attachment. We always control by the ignorance, by substitute objective materialism, the raising so many discrimination. That way we always ask the question, even self-attachment control, even the ignorant control, we get anxiety, we get suffer, we are get the worry feeling. We raising so many kind of talk. We still practice at the question. We don't lead the talk. This self-attachment is not lead to the suffer. Get more suffer from suffer to the other suffer. Though illusion talk lead us in suffer burden there. So long, long life, many life, many body. Leads to the hell, leads to the animal body, leads to sit direction in samsara. Now we know the Dhamma Buddha Dhamma, the way to relieve samsara. Freedom from samsara and to practice. That's just like the kind of medicine rescue us from samsara. If we don't take that medicine, medical treatment, we cannot get over our sickness. Even the medical treatment very hard to take. The practice is very hard to experience. We still to ask the question, the practice day or time. Even we think that we don't got anything, we just ask the question very clearly, ask the question continuously. Just practice day and time. Ask the question like that. Get strong belief in the own mind. And ask the bad question. We think that like the patient who get very sick, very sick, but they know that
generally one kind of medicine to get over their symptoms. They will take the medical treatment. Carefully take medical treatment. Later, we went over that. Like we later we will no more anxiety, no more suffer. Just keep practicing, maintaining doubt. Chân thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể các bạn đồng tham. Tham thiền ta là chú trọng thực hành, chứ không phải chú trọng trên cái lý giải, không phải là đuổi theo cái hiểu biết, không phải là nắm chặt cái giáo lý cao siêu, mà là chú trọng sự thực hành. Tại vì tất cả những cái biết như là giáo lý chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, chỉ là phương tiện tạm thời. Ngôn ngữ cũng vậy. Teaching of the Buddha. Nếu không có sự thực hành, nó sẽ không thẩm thấu được, không có sự thực hành, sẽ không tiêu hóa được. Coming from the true teaching of the Buddha. Một cái gì cả trên cái giáo lý. Nên nói tham thiền chú trọng chỗ thực hành. Thực hành. And người dốt. Practice is mainly focused on. Người thông minh cũng có thể thực hành được. Già trẻ bé lớn ai cũng có thể thực hành. Ai. Cái thực hành như thế nào? And to practice. And how can we continue with the practice is mainly asking the question and raise the doubt. And that's how you truly follow the guideline of the patriarch. Thực hành là quý chỗ nghi tình. Không phải nói thực hành cái là mình a thằng phù mình chạy mình thực hành mà nếu mà thực hành ôm cái ngã chấp á. And you have to truly understand tại chỗ. Nên sự how the practice is. Sự tu tập và sự tham học rất quan trọng cho ngành giả tham thiền. And practitioners need to nhắc lại mấy điểm này. Stay close with the teachers and learn the right path or true Buddha Dharma. And we usually try to gain something and seek something. Để mà nói cái mùi thơm, mùi sạch sẽ, làm sao có cái sự sạch sẽ, sự thơm to. And that is thì đi đến đâu when we try to get live life without getting dirty. Sự giải thoát. Cái giải thoát nó không có gọi là đi trên cái tồn tại được trên cái vô minh, trên ngã chấp. Cho nên cái gốc chúng ta là tại vì chúng ta dính chặt cái ngã chấp và cái vô minh cho nên không thấy được. The main problem is due to our self-attachment, strong self-attachment. And cái giải thoát nó hiện tiền thôi. It leads us to suffering. So therefore, first thing is we have to solve is through the practice is letting go. Không hành thì không bao giờ có được. Chỉ ngồi and một chỗ một trong mong cầu. The main focus is the practice. We cannot just thành tựu. Try to gain something without practice. That's impossible. Là trở về lại được cái bản lai diện mục của mình. And when you practice, you also return to yourself nature. And thời đầu. Practice through asking the question and return and raise the doubt. Không chỉ là ngôn ngữ, không chỉ là văn tự. Thực hành và tham học chúng ta sẽ hồi được cái kinh nghiệm. And when you practice and also learning
you're able to know the true meaning of the teaching of the true teaching of the Buddha and the patriarchs. And when we practice this, if you think you gaining something, or you seeking something to hold on to, and you use the conventional mind to understand the absolute, then it's going to be impossible. So the more you try to understand, the more it's going to get worse in your own suffering already. So when you understand this, when you use the worldly known to know the absolute, and that is the known of sickness. And so when you're able to return to the self nature, that's when you're gonna recover your own wisdom, and that is not worldly wisdom, worldly knowledge. And when you practice like that, that is the teaching of the Buddha and the patriarch. So continue to ask like this: before heaven and earth came into existence, what was I? So at this time, if you have any question or you want to share practice, you can raise your hand. So when you truly share your true experience, don't try to hide anything or you try to stay in the conventional knowledge and you think it's absolute. Cô tuệ pháp, con xin thầy khai thị cho con về tâm hiếu thắng. Xin cảm ơn thầy. Tâm hiếu thắng hay tâm háo thắng, đó là tâm ngã chấp luôn. Nó nếu mà nó trong cái sự công phu, trong sự tu tập, thì nó là cái tâm cống cao ngã mạn, hay là trên cái sự tu tập mà tiến cao hơn nữa thì cũng là tăng thượng mạn. Thì cái sự ấn chứng của tổ sư là để phương tiện, là cái thuốc để mà trị cái tâm này. Còn cái tâm háo thắng là cái tâm sở cầu, cái tâm sở đắc ở chỗ mà người sơ cơ mới tập á, cũng là cái ngã chấp á, nó lên lợi, nó cứ dẫn đầu và nó cho là mình giỏi, mình hay. Thì cái nó có hai cái mặt á, xấu, cực xấu là do cái ngã chấp, cái vô minh của mình, nghĩ là mình đi đúng, nghĩ là mình tốt, nghĩ là mình hay thôi, cho nên nó thành ra cái cũng là cái háo thắng. Là háo thắng đó, tu đến cái háo thắng, khi mà nó hết háo thắng, hết hứng thú thì nó hết tu, nó bỏ tu, mà có khi nó phản ngược lại nữa. Có nhiều người hành giả đầu tiên á, tu rất là tích cực, đang tu rất tích cực, mình tu á trên tướng, cho nên chỉ có cái cảnh nó mới tạo cho mình có cái sự tu, hay là thấy người đông thì muốn cho người ta thấy mình tu mới chịu tu,
đó là trên cái hứng thú, là trên cái cảnh thôi, trên cái ngã chấp nặng. Rồi tôi đi sở cầu được cái danh lợi mới tu, tôi đi sở cầu được cái quyền lực quyền hạn mới tu. Khi mà bị mất cái danh lợi, mất cái vị trí quyền lực của mình á, ban đầu có khi không những không tu mà còn đả phá, đả kích lại nữa, nó rất là nhiều. Đó là cái hứng thú nhất thời á, nó sinh ra tạo rất là nhiều cái thứ tội mà không biết. Thì đó là ở dưới cái thấp á, dưới cái ngã chấp nặng, dưới cái vô minh thô á, chứ không phải là người mà hăng hái mà cái sự siêng năng tu tập, nên những cái sự tham học á là để tháo gỡ. Ai cũng có, tại còn vô minh, ai cũng vô minh á, chỉ khi nào mà kiến tánh rồi mới là tận hết tất cả ngã chấp. So this basically this question is about asking the practitioners, how can practitioners avoid the mind of arrogance? And basically, you know, the mind of arrogance come from when practitioners thinks that he or she practice based on gaining something and something that to seek, and eventually creates this strong attachment, strong self attachment to the practice through the form and the reputation, the name, and you try to practice to show up, you know, the form of the practice. And it's come from also the strong effort, so the effort because of others. Basically, this practitioner maybe have this mind of subject and object, you know, practice because of, you know, the other people look at you. And sometimes, you know, this practitioner create the evil mind when it try to gain something. And basically, this practitioner have a lot of strong ego, in the practice, try to build this ego, and through the strong self attachment and ignorance, thân cận thiện tri thức bạn đồng tham. Giống như là cái gai góc của mình nó nhiều quá, mình phải cọ sát. Công phu là cọ sát với thực tế, cọ sát với trên cuộc sống đời thường. And practitioner, if để cho gai góc nó hết, they don't create this guideline in the practice, they're gonna fall up into the wrong practice. And if someone hasn't really achieved the realization, the first stage of realization, and therefore they need to chiều theo cái bản ngã của ta để thỏa cái sở cầu, thuận theo cái sở đắc, cho nên nó mắc vào những cái sai lầm. And that's why you know, they need to stay close to the teachers, so to practice the right way, so to have the verification each stage of the practice. Ngăn ngừa những cái vấn đề đó đó. So thời đầu. Giống như là cái tâm mình nó rất là in order to bọc của ngã chấp vô minh stay rất là cứng. Safe on this path is basically mình nó phải lì hơn, phải cứng hơn, tức là phải cố hơn. Follow two guidelines. Hoàng Bá Đại Sư, Thiền Sư có nói là nắm chặt đầu dây giữ lập trường.
Bả chặt thằng đầu tố nhất trường. Thì mình mới có thể so basically, as long as practitioners are able to stay focused on the path, just like practitioners, you know, able to handle the hardest condition. Cái vô minh nó tàn phá, nó trói buộc mình. Thì cái phá tâm hiếu thắng đó không phải là lấy cái gì để đối trị đối đãi gì hết. So if we want to deal with this problem with the mind of arrogance, practitioners just need to return and practice diligently. Ask the question, not the mind, not the Buddha, nothing, what is it? And just ask clearly, and don't afraid that you don't know anything. Don't afraid that you are not smart in the practice, because in this practice, as long as your mind is not too street smart, then you be good. And just ask the question. So when you put your mind into it, continuously work on this one toe, and that's going to lead you to the doubt. And automatically other thoughts are not going to raise up. And when you get the doubt, that is the pure, that is the don't know thought, the pure thought. So it's indescribable when you get to the doubt or the great doubt. But basically, it's just that based on the don't know, stay of mind. And that is song, so the entering the stream. So that is more like the state of more than, you know, words can describe. Yes. And there's no name. So the language song only try to describe or transcribe the state of practice, and it's not really truly describe, you know, the true state of practice. So the taste of sugar or and, you know, your own self, you know, how sweet it is. So tâm ngã chấp vô minh đó là cái mà nó chi phối chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta trong sinh tử vô lượng kiếp tạo tội. So because of this thoughts, it creates the world vô minh ngã chấp này, nên phải thận trọng. So we need to be careful. Nói vậy tuệ pháp nghe hiểu không? Mời Kim Yến. Kim Yến, please go ahead. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy, con kính thưa sư cô cùng thầy vị lợi chúng. Thầy, and everyone, please help explain with my practice. Một chút xíu khi con xảy ra cái tình trạng khi nãy con đang công phu ở thiền đường á. Dạ thưa thầy, thì khi mà extraordinary experience when I practice this at the Zen center. Hỏi rõ ràng. Thật sự là lúc đó con cũng rất là tỉnh táo, chứ không phải là con lọc vô cảnh giới thăng trầm. Nhưng mà khi con công phu chập rồi á, thì lúc đó con cũng không biết cái niệm này nó thoáng qua bao lâu. Nhưng mà khi con
khi công việc mình while I was practicing. Thì thực sự là con mở mắt ra thì con không biết gì hết luôn á. Tới nỗi mà cái câu hỏi con cũng không hỏi luôn. Con không thấy, and con không có hỏi câu hỏi bình thường, giả sử that don't know my nữa, and I thì con cũng I didn't know thì cũng or anything hỏi, nhưng mà cái and I didn't even ask the question. Nhưng mà cái tình trạng and này, the question mở mắt ra là con không biết cái dài bao lâu rồi, nhưng mà không biết, nhìn con mở mắt ra con nhìn cảnh con cũng con rất là bất ngờ khi mà con cũng biết con đang ở đâu nữa. Mà cũng and không when hỏi I opened my đâu, eyes and I didn't even know where was I. I was fear that I didn't know anything about me. Thì khi mà bắt đầu and con I khởi slowly asked thì lúc đầu là cái niệm con dùng cái ý thức con tác ý the question hỏi. Slowly. Thì khi đó là con hỏi xong rồi lúc sau lại cái bắt đầu khi con hỏi rõ ràng từ từ lại and thì then con I asked slowly thì con xin thầy and I cái con cái tình my trạng này slowly thực sự thì khi nó trải cọ sát với cái thực tế công việc của con thì con and when lúc đó thì con cũng hơi want to cũng sợ đó thầy, you to xin thầy ca thị rất là con what is this cảm ơn thầy kind of state of my life. Cái tâm của mình á nó đủ thứ, nó đủ cái buộc our mind chấp cái vô has minh đó. A lot of things thì khi mà on. Nó mệt mỏi and when cái your mind ý thức mình á nó cọ sát với lại cái công phu mình á, and công phu nghi tịnh đó, create nó this friction with the practice cái and vọng go phân biệt mà nghi tịnh giống như go the Phật nói opposite như way lớn vậy đó, and vậy giống create con vi trùng all this tham đậu của nó thì hai cái giống như nó cọ sát giống như nó đánh with lộn each nhau other. Vậy So mệt it's mỏi của sự tu á, and tu maybe coming khi from trên cơ thể mình cũng mệt, tâm thức mình tired, cũng mệt, tại đang công phu mà your body phu. may experience the Ở đây tiring là cái or the tình trạng mind. ý thức. So Thì that it khi could nó be lọt vào cái the vô trick ý của không trầm by the cái bệnh của người by tu the thiền, người tu thiền á, thường là false thứ mind. nhất là vọng tưởng nè, vọng tưởng nó làm chướng ngại công We phu. and Vọng it's tưởng usually come hết from vọng our tưởng là tới tới own không trầm. this Không trầm tức trạo discursive tưởng. thoughts Nó khó chịu, nó bực and bội, tham create trạo all cử, this tâm trạo cử. imaginary Rồi nó qua các cái giai image đoạn trạo cử. Nó từ từ trạo and ra, nó cũng nhào trộn qua trộn lại, tới lui, bao nhiêu đó nó cứ chi phối mình, nó cứ làm phiền mình đó. And Đó it's là always qua gì? create Qua all the vô ký, thoughts chẳng có thấy công phu, and chẳng có vọng it tưởng. go all the way deep into Đấy. the Hay là nó lạc vào state những of cái trạng của cái mà trước khi mình biết tham thiền ấy, mình tu những cái pháp trước á, quietness. nó cũng lọt vào những cái định đó, hoặc là kiếp trước, đời trước, And this nhiều also đời come trước, from your own nó cũng có previous thể trở lại practice. sanh lọc được cái đó. Rồi Maybe mình nếu mà quiet mình á meditation. hứng thú trên đó, mình And ưa thích trên đó, it may mình take you to sở thích that trên đó, state cho nó là định again đó, while you cho nó practice là this an lạc, cho nó là method. không phiền não. Đến cái thân đau nhất cũng còn cảm thấy đau nhất, mệt mỏi không thấy nó mệt mỏi, mà thấy nó thanh thanh tịnh tịnh đó, trụ lên đó thì lọc vào đường tà. And Cho nên when cái you chỗ trước á, fall không có into cho mình á, trụ this ở chỗ state vô of ký. mind, then we need Cái vô to ký là cái chỗ mình không có biết, remove không biết mình ở đâu, ourselves không out of that có vọng practice tưởng, right away. chẳng thấy công phu nữa. Giật So mình là thấy whenever you trạng see thời gian dài, that không you hay. have discursive Thì thoughts cái in a trạng deep thái gọi state là of trạng thái của discursive vô ký. thoughts, Mà vô ký and đó là when trạng thái you của sự phân biệt vô minh, ý thức. Chứ không return to có the phải practice ngoài. and then you say, oh, Nên có chư where tổ was nói I? chẳng thà có You vọng lost tưởng in mà the có cái công phu á, công phu tức là đề thoại đầu á, discursive nghi tịnh thoughts, ít nghi tịnh nhiều or you cũng get quan deep trọng á, into the chẳng thà có vọng tưởng có công phu cũng quietness, tốt state hơn of á, mind. chẳng có công phu chẳng có vọng And tưởng, then you nó lọt vào vô return, and ký. then you say, Vô wow, ký what như was ngâm I? nước chết, nó không có So thể giật tức that mình. is Cái phải là cái why nhân the của giải patriarchs thoát, ngâm là always cái nhân want của giải you thoát, to mà là nhân rather have the mê discursive muội, thoughts, cái nhân and then you're của gonna return to the vô minh practice. dày á, chứ không phải là Much cái easier. gì khác. Cho nên tại sao mà Đức Phật But nói if có you mười have lăm pháp á, cho dù đạt cái định coi như là phi tưởng, phi phi tưởng, the cái gì quiet trời cao mind, cái định á, nó nothing, luôn có thoát khỏi cái nghiệp not no dục hóa, thoughts, cái nghiệp stay up làm súc mind, sinh á, cái that đó is mà gonna vượt create ra a đó lot of sẽ đọa vào more phi worse, ly trùng bay, nó đi thẳng lên and xuống dưới cái cõi súc sanh, and trở when về you trong get lục in đạo that luân state of hồi, mind, it's nó really không có lợi ích gì cả.
not very helpful because it's hard to get out. And when the mind stay in that abiding too long, and maybe practitioner experience this in this calm abiding, and as practitioner experience this peace of mind in a too deep state, and this mind create this evil thought, because when the fish tried to make too much noise, and his mind tried to create this thought that I will transform into a bird that can eat this fish. And later on his life, he just had that quick thought, right? But when later on his life, when he passed away, and he transformed into a bird that like the fish, loved to eat the fish all the time. So the usually the practice need to be aware of this. And the patriarch also want us to rather have, you know, discursive thought than this quiet mind. So when you fear something in the practice, then it's gonna delay your practice. So as long as you continue with the practice, don't get this disrupted, and it's gonna create a strong practice. So do you understand? Yes. So thank you. That's all the time we have for today.